mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Thủ tướng Mỹ hoài nghi khả năng Israel hủy diệt Hamas. Tướng Mỹ về Hu Aram cho biết nhiệm vụ hủy diệt Hamas, đồng thời bảo vệ dân thường ở Gaza là gần như không thể và rất khó khăn với Israel. Việc loại bỏ khả năng Hamas gây tổn hại cho Israel và người dân Israel, đồng thời bảo vệ 1 triệu người Palestine đang trong tình thế nguy hiểm hoặc không thể thoát khỏi nguy hiểm là gần như không thể. Tướng Mỹ về hưu Robert Aram hôm 29 tháng 10 cho hay. Tướng Aram từng là tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc UNC, Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên Hợp CFC và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc USFK trước khi về hưu năm 2021. Hệ thống phòng thủ Aram bố trí ở địa hình đô thị đông đúc không giống bất cứ điều gì chúng ta đã thấy gần đây. Israel đã phải tiến hành những cuộc vây hãm, đồng thời cố gắng đảm bảo không nhắm mục tiêu vào vị trí con tin bị giam. Đó sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn đối với lực lượng phòng vệ Israel và chúng ta phải xem kế hoạch của họ diễn ra như thế nào trong những ngày tới, ông Aram nói thêm. Giao tranh diễn ra hơn 3 tuần qua sau cuộc đột kích của Hamas khiến hơn 1.400 người ở Israel thiệt mạng. Israel đáp trả bằng những cuộc tập kích liên tục vào Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine. Hơn 8.000 dân thường ở đây đã thiệt mạng và hơn 20.200 người bị thương, theo cơ quan y tế ở Gaza. Đề cập hệ thống đường hầm ở Hamas, ông Aram nhận định cuộc chiến trong đô thị của Israel sẽ diễn ra chậm chạp và tuần tự. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trước đó cũng cho biết cuộc tấn công trên bộ ở Gaza sẽ là quá trình lâu dài và khó khăn. Israel gần đây mở các đợt tiến công cục bộ nhằm vào dải Gaza, trong đó có các đợt tấn công chớp nhoáng nhằm vào miền Bắc và miền Trung khu vực. Chiến dịch được đẩy mạnh hôm 27 tháng 10 khi quân đội Israel tăng cường không kích và điều binh sĩ xe tăng vào Gaza, tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng, trong đó có mạng lưới đường hầm. Tuy nhiên, quân đội Israel nói rằng đây không phải là chiến dịch tổng hợp trên bộ mà họ đi kế hoạch. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28 tháng 10 tuyên bố cuộc chiến đã bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu tiêu diệt năng lực quân sự và sự lãnh đạo của Hamas, đồng thời đưa con tin trở về. Ông lặp lại kêu gọi dân thường Palestine sơ tán khỏi phía bắc dải Gaza, nơi Israel đang tập trung tấn công. Tuy nhiên, người Palestine cho rằng không nơi nào an toàn vì Israel cũng ném bom phá hủy nhiều ngôi nhà ở phía nam dải đất này. Hơn 1 triệu người Palestine đã được yêu cầu sơ tán về phía nam dải Gaza. Tuy nhiên, Hamas được cho là đã yêu cầu người dân không rời khỏi nhà. Nhiều dân thường cũng không có điều kiện di chuyển về phía nam. Mỹ và các nước phương Tây đã kêu gọi Israel hoãn cuộc tấn công lớn trên bộ và dải Gaza vì lo ngại thương vong cao đối với dân thường và xung đột leo thang, cũng như để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán con tin. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết việc đưa ra quyết định còn tùy thuộc vào Israel. Tin kế tiếp, cảnh sát Mỹ hai lần bỏ qua nơi ẩn náu của nghi phạm xả súng. Cảnh sát Mỹ hai lần kiểm tra trung tâm tái chế ở Maui nhưng đã bỏ ra bãi đậu xe phụ nơi họ tìm thấy thi thể phi phạm khác sau đó. Lực lượng hành pháp ngày 27 tháng 10 tìm thấy thi thể Robert Katz trong một container không khóa tại bãi đậu xe phụ của trung tâm tái chế Maui. Ủy viên an toàn công cộng bang Maui Mike Sessions nói ngày 28 tháng 10, cảnh sát đã khám xét trung tâm hai lần trong những ngày trước và đây là nơi Katz từng làm việc. Katz, 40 tuổi, là nghi phạm gây ra vụ xả súng tại sân chơi bowling và nhà hàng Chemengi ở thành phố Lewiston tối 25 tháng 10, khiến 18 người chết và 13 người bị thương. Theo ông Sessions, giới chức ban đầu đã bỏ qua bãi đổ xe phụ, nơi có khoảng từ 50 đến 60 container, một số chứa đầy kim loại hoặc nhựa đã được nghiền nát. Bãi xe nằm cách cơ sở chính một con đường. Chủ trung tâm tái chế đã báo tin cho lực lượng hành pháp về những container, khiến giới chức triển khai đợt khám xét thứ ba tại cơ sở và lần đầu tiên với bãi đổ xe phụ, Sessions cho biết. Đây không phải là một khu vực nhỏ mà là khu công nghiệp rộng, theo Ryan Myrie, cảnh sát trưởng thành phố Lisbon, cách Lewiston gần 13 km về phía đông nam. Myrie là một trong những sĩ quan đầu tiên có mặt tại nơi tìm thấy thi thể khác. Hiện chưa rõ động cơ xả súng của nghi phạm, khác gần đây chia tay bạn gái lâu năm và các nhà điều tra đang tập trung vào giải thiết nghi phạm đến sân chơi bowling và nhà hàng Chemengik.
vì đó là những nơi hai người thường lui tới trước đây. Các nhà điều tra tin rằng bạn gái cũ của khách đã đăng ký tham gia một cuộc thi tại nhà hàng vào tối xảy ra vụ tấn công. Số vụ xả súng ở Mỹ tăng lên từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020 với 647 vụ năm 2022. Năm 2023, con số này có thể tăng lên 679. Vụ xả súng chết chóc nhất ở Mỹ xảy ra năm 2017 khi kẻ tấn công nhắm vào lễ hội âm nhạc đồng quê ở Las Vegas và giết 58 người. Mỹ trong cuối tuần trước tiếp tục ghi nhận nổ súng ở nhiều bang như Texas, Indiana, Kansas, Florida và làm ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Tin tiếp theo, 2.000 lính phản ứng nhanh Mỹ sắp đến gần Israel. Lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.000 lính thủy đánh bộ đang hướng đến Đông Địa Trung Hải, dự kiến sớm hiện diện ngoài khơi Israel. Hai quan chức Mỹ giấu tên hôm 29 tháng 10 tiết lộ tàu đổ bộ tấn công USS Bantam chở theo đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh MEU số 26 đang di chuyển trên biển đỏ và sẽ đi qua kênh đào Suez để sớm xuất hiện ở Đông Địa Trung Hải ngoài khơi Israel. Động thái này sẽ giúp lực lượng phản ứng nhanh của thủy quân lục chiến Mỹ tiến vào bờ biển Israel và nước láng giềng Lebanon vào thời điểm Mỹ đang kêu gọi công dân là Lebanon. Một trong các nhiệm vụ thường gặp của các đơn vị MEU là sơ tán dân thường. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 17 tháng 10 ra lệnh thành lập lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.000 lính thủy đánh bộ thuộc MEU số 26 sẵn sàng đổ bộ lên lãnh thổ Israel để làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế và hậu cần. Đơn vị này di chuyển trên tàu đổ bộ tấn công USS Bantam được hỗ trợ bởi tàu bến đổ bộ USS Carterhall. Các quan chức Mỹ nói rằng động thái nhằm răn đe Iran và ngăn nguy cơ xung đột Israel-Hamas lan rộng, nhấn mạnh Washington không có kế hoạch điều binh sĩ tham chiến trực tiếp. Quyết định nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng, rút ngắn thời gian chuẩn bị cho binh sĩ khi có lệnh điều động, một người cho hay. Mỹ đã ra khuyến cáo công dân cân nhắc lại kế hoạch đến Israel, không đến dãy Gaza và lên lề Lebanon. Cuối tuần trước, khi Israel mở rộng chiến dịch trên bộ Gaza, Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon một lần nữa kêu gọi người Mỹ rời đi ngay bây giờ, cảnh báo rằng thời điểm tốt nhất để rời khỏi một đất nước là trước khi xảy ra khủng hoảng. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh tình hình khu vực chưa đến mức buộc Washington sơ tán công dân khỏi Israel và Lebanon. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch. Hamas, lực lượng kiểm soát rẽ Gaza, ngày 7 tháng 10 bất ngờ tập kích Israel, khiến nước này đáp trả. Giao tranh giữa hai bên đã khiến tổng 9.400 người thiệt mạng, hơn 25.000 người bị thương. Quân đội Israel đang tập trung hơn 300.000 binh sĩ cùng xe tăng, thiết giáp và phương tiện chiến đấu hạng nặng gần rẽ Gaza, chuẩn bị cho chiến dịch quy mô lớn nhằm vào khu vực. Họ nhiều lần tuyên bố chiến dịch tấn công trên bộ có thể giúp họ đạt được mục tiêu xóa sổ Hamas, dù đối mặt nguy cơ hứng thương vong nặng nề. Nhiều quan chức và giới phân tích phương Tây lo ngại khả năng nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon tấn công lãnh thổ Israel nếu Tel Aviv phát động chiến dịch trên bộ nhằm vào rẽ Gaza. Các lực lượng dân quân ở Trung Đông cũng có thể tấn công lực lượng Mỹ ở đồn trú tại Iraq và Syria, dẫn tới xung đột bao trùm Trung Đông. Bản tin thứ tư, Mỹ nói Israel phải bảo vệ dân thường ở dãy Gaza. Nhà Trắng kêu gọi Israel bảo vệ dân thường tại dãy Gaza bằng cách phân định họ với các thành viên của Hamas. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, dù Israel có quyền tự vệ, họ phải thực hiện điều đó, theo cách phù hợp với luật nhân đạo quốc tế và ưu tiên bảo vệ dân thường, Nhà Trắng ngày 29 tháng 10 thông báo. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói, Israel nên sử dụng mọi biện pháp để phân định giữa Hamas, mục tiêu quân sự hợp pháp và dân thường không thuộc diện tấn công. Nhà Trắng cho biết, ông Biden đã thảo luận với Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi cam kết tăng tốc và tăng cường đóng trẻ viện trợ dãy Gaza. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều lãnh đạo thế giới kêu gọi khẩn cấp viện trợ cho khu vực. Israel đang tăng cường có hoạt động trên không và trên bộ nhằm vào dãy Gaza sau vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10. Cơ quan y tế tại dãy Gaza cho biết hơn 8.000 người tại đây thiệt mạng và hơn 19.000 người bị thương. Liên Hiệp Quốc ngày 29 tháng 10 cảnh báo trật tự dân sự tại dãy Gaza bắt đầu sụp đổ khi hàng nghìn người tràn vào các kho lương thực, lấy đi bột mì và các nhu yếu phẩm khác. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định, thay vì tạm ngừng bắn nhân đạo,
điều cực kỳ cần thiết và được thế giới ủng hộ, Israel lại tăng cường hoạt động quân sự. Thế giới đang chứng kiến thảm họa nhân đạo, ông Guterres cảnh báo, kêu gọi những người có trách nhiệm lùi lại trước bạo vực. Dù Mỹ là đồng minh thân thiết của Israel, chính quyền Tổng thống Biden khẳng định giới chức Israel tự mình quyết định hoạt động quân sự và Washington nhiều lần kêu gọi bảo vệ thường dân trong khu vực. Nhà Trắng ngày 29 tháng 10 cho biết đã triển khai các nỗ lực để nối lại thông tin liên lạc tại dãy Gaza. Kết nối viễn thông từ dãy Gaza ra thế giới bị gián đoạn khi Israel tăng cường tấn công khu vực vào cuối tuần trước, sau đó dần được khôi phục. Nhà Trắng nhận định khôi phục liên lạc giữa dãy Gaza với các khu vực khác là rất quan trọng. Nhân viên cứu trợ, dân thường và phóng viên cần được liên lạc với nhau cũng như phần còn lại của thế giới. Chính phủ Mỹ quan tâm tới vấn đề này, nỗ lực giải quyết và vui mừng khi thấy liên lạc được khôi phục, Nhà Trắng cho biết. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị, hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không để cả nhà phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Công nghệ có thể giúp xe tăng Israel giành lợi thế ở Gaza. Hệ thống phòng thủ chủ động ABS trên xe tăng thiết giáp có thể giúp Israel chiếm ưu thế khi triển khai bộ binh tấn công ở Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 29 tháng 10 cho thấy lực lượng bộ binh nước này cùng các xe tăng chiến đấu chủ lực tiến sâu vào dãy Gaza, tấn công các khẩu đội tên lửa chống tăng, chốt quan sát cùng các công trình phòng thủ của Hamas trong đợt tiến công mở rộng vào vùng lãnh thổ này. Đây là lần thứ tư Israel đưa bộ binh tiến sâu vào dãy Gaza từ khi lực lượng Hamas kiểm soát vùng lãnh thổ này từ năm 2007. Trong chiến dịch tấn công gần nhất cách đây 9 năm, IDF đã phải ứng chịu thiệt hại lớn với hơn 500 binh sĩ thiệt mạng và bị thương hơn 6 tuần giao tranh. Giới chuyên gia nhận định tấn công lần này có thể sẽ khác. Do lực lượng tăng thiết giáp Israel hiện sở hữu một quân bài giúp thay đổi cuộc chơi, hệ thống phòng thủ chủ động ABS, Iron First và Crosby. Iron First được trang bị cho thiết giáp chở quân Eitan và xe ủi đất D9, còn Crosby được sử dụng trên dòng xe tăng chủ lực Merkava. Theo biên tập viên Edith Tanger của Forbes, các hệ thống này bao gồm cảm biến, radar cảnh giới, máy tính và tổ hợp đánh chặn, có khả năng quét 360 độ để phát hiện mục tiêu bắn tới như đạn chống tăng hoặc tên lửa. Máy tính sau đó sẽ phân tích và lệnh phóng vũ khí đánh chặn để vô hiệu hóa mối đe dọa trước khi nó tiếp cận giáp chính của xe tăng. Hệ thống Crosby sử dụng cho các quả đạn kim loại, còn hệ thống Iron First phóng ra các viên đạn nổ, phá hủy hoặc làm hệt phướng bay của mục tiêu. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây. Chúng có thể sử dụng kết hợp với các công nghệ định vị thế hệ mới của Israel để tăng hiệu quả tác chiến như hệ thống Iron Vision. Đây là dòng mũ bảo hiểm do tập đoàn Elbit Systems phát triển, giúp kiếp lái nhìn xuyên qua lớp giáp của xe tăng để quan sát bên ngoài, tương tự công nghệ sử dụng trên chiến đấu cơ F-35. Ngoài ra, hệ thống Crosby và Iron First còn có thể tri ngược lại đường bay của mối đe dọa, tự động hướng nòng pháo về nơi quả tên lửa hoặc viên đạn được bắn ra. Taylor nhận định năng lực đánh chặn hiệu quả của ABS giúp xe tăng thiết giáp Israel chống chọi tốt hơn trước quả lực của Hamas. Lực lượng sở hữu nhiều loại vũ khí chống tăng như RPG hay tên lửa dẫn đường Hornet. Khả năng xác định vị trí đối phương khai quả và hỗ trợ phản kích nhanh chóng của ABS cũng giúp IDF dễ dàng vô hiệu hóa các tay súng của Hamas để nhanh tiến độ tấn công. Môi trường tác chiến đô thị chật hẹp với tầm nhìn hạn chế do vật cản, khói bụi ở dãy Gaza cũng sẽ khiến xe tăng, xe thiết giáp trang bị công nghệ hiện đại của Israel khó phát huy hết hiệu quả. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Vậy ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại các những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.